Vâng, tôi đã từng nghe một chuyên gia kỳ cựu trong ngành dược chia sẻ rằng cái gì cũng có thể làm giả và dĩ nhiên với thuốc cũng có thể làm giả được. Với kỹ thuật công nghệ sản xuất tinh vi hiện đại như ngày nay thì việc phát hiện thuốc giả quả là một thách thức rất lớn kể cả với người thầy thuốc lẫn người bệnh. Vậy loại thuốc nào thường được làm giả nhiều nhất? Quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu. Theo các chuyên gia dược phẩm, những thuốc được làm giả thường là những thuốc mang lại giá trị lớn. Thị trường dược phẩm Việt Nam hiện nay, thuốc ngoại mang lại giá trị lớn nhất. Có đến 75 đến 80% cái khối lượng bán ra lại là thuốc nội, mà chỉ có 25 đến 30% là thuốc ngoại thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Thuốc nội chúng ta bán ra số lượng rất lớn nhưng mà giá trị thu về rất thấp. Có nghĩa là một là gì? Giá rẻ, đúng không? Thuốc ngoại, cái khối lượng bán ra ít hơn nhưng mà giá trị đem lại cao hơn. Vậy chứng tỏ đây là thuốc đắt tiền. Thuốc giả chiếm tỷ lệ cao nhất tại thị trường nước ta có Đông Dược và Dược Liệu, Tân Dược nhập khẩu và cả Tân Dược sản xuất trong nước. Trong đó, Tân Dược nhập khẩu là loại được làm giả nhiều nhất. Đó cũng thường là những loại thuốc của các thương hiệu nổi tiếng và được tiêu thụ số lượng lớn. Trong đó, một số thuốc liên quan đến điều trị các bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường, v.v. hay nhóm kháng sinh là những thuốc được làm giả nhiều. Nguyên nhân là do các thuốc này, một là biệt dược độc quyền, hai là đem lại giá trị cao. Tuy nhiên, theo như báo cáo của Bộ Y tế, thì tỷ lệ thuốc giả được phát hiện ở Việt Nam lại rất thấp. Trên thế giới được ước chừng là cỡ khoảng 10% thuốc giả lưu hành trên thị trường cơ. Nhưng mà Việt Nam chúng ta hiện nay là công bố luôn luôn con số là dưới 1% thuốc giả. Tất nhiên dưới 1% phải hiểu là trên con số mà chúng ta đã kiểm tra được chất lượng chứ không phải là trên con số mà nó lưu hành trên thị trường. Đấy là một cái hai cái khác nhau. Để phát hiện được chất lượng thuốc chỉ còn cách duy nhất là kiểm nghiệm. Tuy nhiên với hệ thống kiểm nghiệm như của Việt Nam hiện nay thì chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với khoảng 25.000 mặt hàng thuốc được cấp phép lưu hành trên thị trường.